Kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà có Quế để quay cho quý vị và các bạn xem một số phôi mai nha quý vị. Rồi Quế ơi. Dạ chào anh Tấn. Dạ chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có 10 phôi mai muốn giao lưu với cô chú anh chị và các bạn. Thì địa chỉ quen thuộc của em là Sáng Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0974 733 399. Thì cũng rất mong cô chú anh chị và các bạn thấy cây nào hợp nhãn thì mình vô luôn. Cảm ơn nhiều. Mình ship sao em? Dạ, hình thức ship em ship toàn quốc. Toàn quốc. Dạ. Thôi mình giao cây số 1 coi quý vị, làm nhanh gọn ha. Đây, số 1 đây. Cao. Cao nó là 43. Rồi 43. Hoành luôn. Hoành 36. Rồi. Vị trí này mình. Rồi. Quay vòng, quay. Đây lý do bị cái bài sự cố không quay em quý vị. Rồi. Nhiều. Giá nhiêu đây em? À 2 triệu anh. Rồi, 2 triệu nhưng quý vị cái mã số 1. Rồi, xuống cây. Rồi lên cây. Cái bằng quay quá xa. Ngồi dịnh đi. Rồi quay đi. Rồi chiều cao luôn quá. Chiều cao là 40. Rồi, hoành. Hoành là 39. Rồi. Dòng đế luôn. Ê. Cố còn quay. Sự cố còn quay vậy. Sự cố còn quay. Giá nhiêu đây? 3 triệu anh. Nhiêu? 3 triệu. 3 triệu, mã số 2 nha quý vị. Rồi xuống cây. Cái bằng ngàn quay bắt đầu quá. Rồi bỏ đây đi. Còn quay bằng cái bánh xe nè quý vị. Bánh xe đã dành đẩy cây gãy mà giờ là chế làm cái bằng quay luôn. Rồi mã số 3 quý vị ơi. Rồi. Quay vòng anh. Quay vòng. Phải thử không? Bắt quay mới à. Đầu quá. Vậy thấy cả ngà thấy lâu quá. Chết. Rồi cho cái chiều cao đi em ơi. Cao nó 113. Rồi 113. Hoành đế là 43, hoành thân 43. Rồi. 44 yếu. À, để đây quý vị. Đấy này dữ ha. Này bye bye à. Củ nơm luôn. Có củ chỏ. Cái này giao lưu 6 triệu anh. Rồi 6 triệu nhưng quý vị. Rồi xuống cây. Rồi có đinh cái đôn vô không cho gần không? Nổi hả? Rồi mã số 4 quý vị ơi. Rầu quá. Rồi, quay bắt đầu quá. Rồi đo đi em. À, 49 chiều cao. Rồi. Hoành luôn em ơi. Hoành là 36 yếu. 35. Rồi, xem 3 triệu luôn. Cái này 3 triệu. Để bà phía bên điệu hết. Đây luôn. À. 3 triệu em. Dạ, 3 triệu. Không bắt đầu quá, cho xuống cây. Quá bắt
rầu vậy thôi. Hiện cái đồ này cho khỏe mấy cây kia. Vô mấy anh, phụ trên mấy anh cho nhẹ mấy anh. Rồi lên. Rồi cho chiều cao luôn à, em ơi. Này nó có nhánh gì đâu quay. Cao 90. Cao 90. Qua anh luôn. Để giấy vốn anh em xài luôn. Quành 43. 43. Cái củ này hết hồn. Củ to lắm ha. Củ quá xa to luôn. Rồi cái này giao lưu 6 triệu. Cái này là xả hàng anh em chơi đó. Vốn luôn. Rồi. Củ này nó 6 mấy. Xuống cây. Ừ, vô. Clip sau vài clip nữa làm bằng quay nha. Rồi mã số 6 quý vị ơi, với mình có bằng quay khổ quá, được khổ quá. Đây luôn. Cao đi, cao đi. 65. Rồi Quỳnh. Cái này ghép Quỳnh tỷ nha quý vị. Nói gì Quỳnh tỷ? Mai Quỳnh tỷ. Mai Quỳnh tỷ hả? Mà không cho Quỳnh hả? Quỳnh chứ. Từ từ. Mai Quỳnh tỷ hả? Đúng rồi. 40. Quỳnh 40 quý vị ơi. Rồi, giờ rồi, quay đi. Đây. Quay góc đi. Cái này nó nguyên si ghép hồi nhỏ nha quý vị. Mai giả Quỳnh tỷ hả? Quỳnh tỷ. Thôi. Rồi. Xe xe tròn vòng mới bắt đầu quá. Tiêu bao. Rồi giá nhiêu em? Dạ cái này giá 13 triệu rưỡi. 13 triệu rưỡi. Dạ, ship 200. Rồi xuống cây. Rau. Này khiêng cây đen, khiêng đôn, cái đôn khiêng không nổi rồi. Rồi cao luôn em ơi. Cao khoảng 1m7. Cao khoảng 1m7 quý vị ơi. Hoành luôn, kéo xuống đây. 43, 44 yếu. Rồi. Rồi vị trí này không có gì. Để đây. Rồi xây luôn. Từ từ thôi. Để rất là bự nha. Lực à. Chảng chảng luôn. Có cộng bự cho con khoảng 3 mấy hoành. Rồi giá nhiêu em? Giá 8 triệu anh. 8 triệu nhưng quý vị. Cái mã số 7. Xuống cây. Rồi. Rồi mã số 8 luôn, lên luôn. Quay. Rồi nằm cái dáng đó được rồi, rồi 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 được rồi. Cho chiều cao đi. 80 chiều cao. Rồi hoành luôn. Rồi đó vị trí này không gì. 34. Rồi. Để đây. Để trải dài một bên luôn. Rồi cái này giao lưu giá nhiêu? 2 triệu 3. 2 triệu 3. Xuống cây. Rồi cây số 9 cho lên luôn. Rồi số 9 đây. Cao luôn. Đẹp luôn.
129. 129. Canh tan đều. Này cho thằng dù ok. Rồi. Đó cái quành luôn. Rễ thả giống mèn tiên ké. Để cũng trải đều qua một bên luôn. 38 quành. Rồi, 38 quành. Đây để luôn. Để trải qua một bên luôn. Rồi, 3 triệu rưỡi luôn. Rồi, 3 triệu rưỡi luôn. Xuống cây. Cây số 10. Rồi. Cho chiều cao luôn. Cao 43. 43, hoành luôn, cho cái hoành được quay. Hoành 52 yếu, 51. 51. Rồi quay đi. Để lực à. Hãy đều luôn. Để nổi luôn nha. Rồi giá nhiêu? Giá 7 triệu. 7 triệu bao ship? 200. 200 km. Rồi, clip này có 10 phôi phải không? Rồi, quý giáo mình tới đây là kết thúc rồi quý vị ơi. À, quý vị xem thấy hộp nhãn cái nào thì alo trực tiếp cho Quế nha quý vị. Rồi, số điện thoại của Quế để trên tiêu đề nha quý vị. Còn quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ mình nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ mình trong thời gian qua. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào cái video tiếp theo.